Món bò phải cắt hết nha mọi người. Cái này ăn có 45 đồng rồi. Là chỉ dán, mình dán clear thiếp rồi mình là xong thôi. Tại vì nó muốn về nhà nó sơ, nó muốn dán cái sticker lên á. Này là làm món bột ở Mỹ là không có cắt da. Đi cái này đi nhẹ nhẹ tay thôi nha. Cái này mà đi mạnh quá là nó phạm như móng thiệt của người ta. Đau lắm, đi khớp khớp nhẹ nhẹ thôi. Làm cho nó nhám đều một móng thôi. Chứ không định phải thì mạnh đâu, mạnh đau lắm, tại vì món thiệt mà. Biết quay gì có thấy không, không biết. À, dạ, perfect. I hit your toe? Yeah, that's right? Okay. Really? Yeah. That's not too bad, right? I don't know, I think you might have scuffed it, but... Not yet. Right. Yeah, not yet. Một bộ gì mình làm, nếu mà theo như mình làm khoảng 10-15 phút là xong, là mình lấy 45 đồng. Nếu mình sơn treo nữa là mình ăn thêm 15 đồng nữa, bộ này nó không sơn. Này broke again, same finger. Maybe you hand around. And when we done my appointment I do for you. Maybe 10:30 around better. You can wait for 10:30, maybe. 10:30? Yeah, we can. Okay. Yeah. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. Come back 10:30. Hi. How are you? Do your toe today, right? Feel? Okay, pick your color. You want change color? Yeah, just put the color and we do for you. No worry. Nhầm người ba ngón này nó bằng nhau luôn mọi người. Nhầm người thì nó nhỏ hơn, ba size nó khác nhau. Nhầm người cái size nó giống nhau, ba ngón nó giống nhau. Mình tập mình nhớ biết nó cũng quen mà. Với lại đa phần qua đây nếu mà mình làm hãng giờ 10 mấy đồng mình làm nail này nó đỡ hơn. Nếu mình làm giỏi thì 15 phút, 20 phút là mình xong bộ móng, quay phía hoặc là ấy. Mà làm chậm cỡ nào đi nữa thì cũng nửa tiếng. Nửa tiếng xong thì cũng được 5-60 đồng. Còn nếu như mình làm lâu năm thì mình làm nó nhanh hơn. Tùy khu móng thấp nó dễ, nhầm khu là hạ giá quá nên nó thấp xuống thôi. Chứ nếu bình thường thì nếu bình thường thì một bộ nửa tiếng hồ ít gì người thợ làm cũng 50-60 đồng. Sao móng nhỏ này bên đây nhỏ xí à? Con cái ngón nhỏ xí này. Quay từ đầu đến cuối luôn nha. Cứ cái kéo nhỏ nhỏ gì cắt. Ok, how long do you want? Not too long, not too short. That's right. And you have kids? Yes, I have three. That's why you need shorter, right? Yep. But I still want them long enough to look nice. Yeah. But not too long. Well, you don't need the damage control. Yeah. Long time no see you, right? Yeah. Are you busy?
I just recently had a baby almost a year ago. This is my third. My husband passed away last September. What happened? When I first met him, he was heavily into alcohol, trying to get drug withdrawals. Sorry for your mom. He was still dabbling in that kind of stuff, but he had gotten a hold of some fentanyl and took too much. Sorry for your mom. Right now you marry again or you still single mom? I'm still single. I do have a interest in someone, but he's kind of being very wishy-washy, and I'm getting to be too old to play games. Yeah, I think so. So just sit and wait for the better man and good man. He's the only one that I kind of had my eye on for a bit. But I'm gonna go and drop some stuff off to him at his work on Monday and tell him, look, you either change your ways and fix this, or I'm walking away. Because I can't play your games. I can't. So. We're not young anymore. No. Right? And having three children, I need somebody that's gonna be there to help me with my kids. Yeah. You're a good man. His name's Rob. He's a local here in town. So how old your kids right now? I have a 5-year-old, a 2-year-old, and then my almost 1-year-old. She turns 1 on Wednesday. 2 girls, 1 boy? Yep, 2 girls, 1 boy. But at least you have your kids and not feel alone. Make you busy all day. Oh yeah, yeah. Very rarely do I get to come out and do this kind of stuff. So I'm thankful for having a friend that's willing to get me out of the house. Who took care of your baby now? You come here? My mom and her 17-year-old daughter. But you know, you're so lucky you have family around with you. They can help you. It's just my mom. Thankfully, I live with my mother-in-law, so that helps a lot too. Yeah. I don't have family around. My mom still live in Vietnam, and I just stay here only. Me, I born for my dad, but right now my dad live in Sacramento. Okay. And look like I don't have family around with me, but that's fine. I can take care of myself. Yeah, it's always nice when you can take care of your own. Because when I'm a kid, I live with my mama, and you know, I can take care of myself. When I'm 9 or 10 years, I can cook, I can take care of myself. Yeah. That's why right now, no problem. No people can hurt me because I'm strong. You're on your own. Yeah, because when I'm a kid, I can. You don't have to answer to anybody. Yeah. You don't have to. Yeah. Well, I mean, unless you're married, and then you kind of answer to your husband. But yeah, at least my husband let me work out with somebody. That's fine. Hold on 1 second. Hai đứa tâm sự là trên biển mọi người. Chồng nó bị chết. I can't find my pocket. My mom's on the phone and I can't find my pocket. It went to my watch. Yes.
There's a tote by the stairs that kind of has like a greenish blanket. Ủa nó làm gì mà? Blanket in it. There's two blankets in that. Lê thiếp về nó tự sơn hay mình sơn cho nó? Don't put on cocoa melon. Put on Inuyasha because I guess cocoa melon stimulates the brain like a drug. Đắp ngón này nữa là xong rồi đó mọi người, xong cái mình vỗ cái mình cho nó rửa tay. Ashley told me about that. Tội nghiệp nhỏ. Okay. Happy feet. Okay, put your hand on the light for me. Okay. Just well, no, I'm not talking. It's okay. You can answer. No. Then you can answer the phone. You can hold the phone. That's okay. Fine. Just put on Inuyasha. Làm 15 phút rồi mọi người, là mình có 40 đồng rồi. Nếu mà sơn nữa thì 5 phút nữa là mình lấy 60 đồng. Well, nghe nhiều người Việt mình ở Việt Nam qua hai bàn tay trắng, ai là cũng ai đi làm nail. Hulu has all seven. Right. Mình rửa xếp nó là mình xong rồi. Okay. She needed blankets. Mm. To put my one-year-old on the floor. That's your mom or your mother? This is my mom. Si mother-in-law? No, she's just a really good friend. Friend? Yeah. We became close friends when I told her that my husband had passed away. Oh. Because she had gone through the same situation I'm in. Mm-hmm. Her babies were little when her husband passed away as well. So I kind of have her to bounce emotions and thought processes through and I see the best friend, she help you everything. Yeah. That's good. Your best friend help you, that's right. Yeah. Feel better. You can check your nail. Do you like it? Yes, I do. Not a square and round corner. That's fine. And you want to put shiny on your nail, or you want just the? We can put a shiny coat on it. Okay. Sure. Give me 5 minutes. I come with you. It's a little shorter than the first. Not really. That's fine. Yeah. Compare this one. Rửa cái này xong bớt phờ nó là lấy 45 đồng. Tại vì nó không có sơn. Nó clear hết thôi. Cái vụ mới nó bán tàn nhẫn. Nó đi ào ào bột. Nhầm con khách mà nó mới lần đầu làm móng. Thấy mình vũa
bà con nhìn bà con cười xỉu, nó cả nhóm người đó, nó sợ. Sợ. Chỉ cần xê dịch cái là lấy một lỗ liền luôn. Chỉ cần chịch một phát là lấy nước màu liền. Ở Việt Nam mà chuẩn bị qua gán học nào cho giỏi qua làm mà tiền không. Qua đây là hốt một thời gian. Tại vì mà khi mắt còn sáng mình làm có tiền. Nhưng mà mình có mắt mình hết cái đường giũa chảy máu rồi. Cái xịt nước màu hoài là người ta nghỉ cho mình làm luôn. Khoảng trên 45 tuổi là làm neo là xuống gà vậy lắm rồi. Nó kêu bằng xuống gà. Xuống sức á. Mắt của mình nó yếu mà tay chân mình nó chậm. You can compare this one and this one. Even. Yeah. Even. Because this one, your finger, your nail bit, you can see it's short, but no, it's not short. Oh, okay. Yeah. Yeah, you can see it, this one, and this one. This one? Yeah. Oh, okay. Yeah. But if you want long, you want next time you can you come and feel you don't need cut out shorter, keep long. Okay. Yeah, easy. This one a medium one, not too long, not too short. Yeah, well, that's perfect, to be honest. That one clear, right? Yeah, it's clear. Rồi sáng này xong lấy 45.000 đồng nha, lụm lúa nha, đừng ai cản tôi nha. Cho tôi lấy tiền nha. Làm này mau lắm luôn. Có làm gì đâu. Vậy xong cái sơn cái xong cái gì, nó về không biết nó làm gì nữa. Có thể nó dán ba cái sticker lên. Just put your hand under the light for me. Còn ngầm chỗ cũng tùy tôi dùng thôi. Ở trên giống như ở đây, không phải là ở original chỗ nào cũng mắc đâu. Hồi xưa mình làm trên kia bộ như vậy có 25-30 đồng mà làm ly á. Ví như đây mình ăn gấp đôi. Tại sao bỏ công ra mà mình lấy rẻ. Tại vì chemical mà giống như quá chắc không mà mình ngồi 10 năm thôi là mình nhức đầu mình mệt mỏi. Tại sao mình bỏ sức khỏe mình ra mình lấy 25-30 đồng. Tại sao mà đó mọi người. Giờ nó hơi đèn nữa là xong rồi. Bye.